Khách Việt đang khổ sở khi về quê hương ăn Tết, chuyến bay đã bị mắc kẹt 3 ngày ở Nga. Do hãng bay lùi chuyến, hãng hàng không Việt Nam Airlines sẽ nói gì đây? Bình luận theo thông tin từ hành khách trên chuyến bay VN-34 của Việt Nam Airlines từ Moscow ở Nga đi Hà Nội. Chuyến bay đã hoãn 3 ngày vì lý do kỹ thuật. Chuyến bay VN-34 từ Moscow về Hà Nội ăn Tết của nhiều hành khách người Việt đã gặp trục trặc kỹ thuật. Và theo thông tin từ những hành khách này chia sẻ thì chuyến bay đã bị hoãn 3 ngày. Chị Mai Anh, một hành khách của chuyến bay VN-34 chia sẻ, chuyến bay đáng ra phải khởi hành từ 1 giờ chiều vào ngày 26 tháng Giêng, nhưng đã không thể cất cánh đúng lịch vì lý do kỹ thuật. Hành khách này chia sẻ dù đã lên máy bay và ngồi chờ 6 tiếng đồng hồ, tất cả hành khách lại được mời xuống do lỗi kỹ thuật. Theo thông báo từ Vietnam Airlines, sau khi rời lịch khởi hành sang ngày 27 tháng Giêng, chuyến bay này tiếp tục hoãn sang ngày 28 tháng Giêng để mà khởi hành. Thông báo của hãng gửi tới khách hàng đã khẳng định hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố này sẽ được hãng cung cấp phòng khách sạn để chờ chuyến bay cùng khoản bồi thường thiện chí cho là 200 đô la Mỹ. Chị Mai Anh cũng cho hay hãng dự kiến là tiếp tục thử cất cánh vào tối ngày 28 tháng Giêng theo giờ Moscow và khẳng định với hành khách chắc chắn sẽ có thể cất cánh muộn nhất vào đêm ngày 29 tháng Giêng theo giờ của Nga. Và hiện tại nhiều hành khách vẫn đang chờ phản hồi từ phía Vietnam Airlines. Phát hiện cha ruột có tình cảm và giao quyền điều hành công ty cho người tình của mình. Một bà quận 6 Sài Gòn đã thuê người châm lửa đốt xe hại người, nhưng khiến cho cha mình bị cháy chết. Chiều ngày 21 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên bản án trong vụ giết người đốt xe tại xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang hơn một năm trước gây rúng động dư luận trong nước. Theo đó, bà Trần Kiều Trang, 47 tuổi, ngụ ở Sài Gòn, người chủ mưu, đã bị 14 năm tù và gia đình còn phải bồi thường cho nạn nhân là 2,3 tỷ đồng Việt Nam. 6 đồng phạm cùng tội giết người đó là Cai Văn Trung, 36 tuổi, 12 năm tù, Nguyễn Thị The, 57 tuổi, 20 năm tù, Nguyễn Quốc Huy, 35 tuổi, 19 năm tù, Nguyễn Hữu Độc, 25 tuổi, 18 năm tù, Phạm Thanh Toàn, 47 tuổi, 12 năm tù và Nguyễn Anh Tuấn, 39 tuổi, 7 năm tù. Riêng ông Lộc, ông Huy và bà The còn bị tuyên phạt thêm từ 6 cho đến 8 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Theo tờ báo Pháp Luật trong nước dẫn cáo trạng cho biết, bà Trang phát hiện cha ruột là ông Trần Văn Ri, 74 tuổi, là giám đốc công ty Kiên Bình, trụ sở tại huyện Bình Chánh ở thành phố Sài Gòn, đã có quan hệ tình cảm với bà Võ Thị Chiến, 43 tuổi, làm phó giám đốc và giao hết quyền quản lý công ty cho bà này, không quan tâm đến gia đình. Để ngăn chặn cắt đứt mối quan hệ trên, vào đầu tháng 3 năm 2017, bà Trang đã gặp bà The và yêu cầu thuê người đánh dằn mặt bà Chiến với giá là 250 triệu đồng Việt Nam. Đến khoảng tháng 7 thì bà The kêu cháu là ông Tuấn rủ theo ông Huy và ông Lộc gây thương tích cho bà Chiến. Mức thương tích đưa ra là từ 40 cho đến 50% với giá là 80 triệu đồng Việt Nam. Đến tháng 9 năm 2017, các ông Toàn, ông Tuấn, Huy, Lộc mang theo hung khí phục kích, chờ bà Chiến ra khỏi công ty để hành động nhưng không gặp bà Chiến. Sau đó, ông Tuấn nói với ông Huy và ông Lộc sẽ đi tìm gây thương tích cho bà Chiến trên đường từ Sài Gòn về Kiên Giang với giá là 120 triệu đồng. Vào chiều ngày 7 tháng 10 năm 2017, ông Trung, tài xế lái xe riêng của ông Ri, thông báo cho Trang biết lịch trình chở ông Ri và bà Chiến về Kiên Giang. Ngay sau đó, ông Huy và ông Lộc đi xe máy xuống Hậu Giang đón đường để mà gây án. Vào khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, ông Trung lái xe chở ông Ri và bà Chiến đi trên quốc lộ 61C. Khi đến đoạn đường thuộc xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì ông Huy ép và chặn đầu xe hơi. Ông Lộc xông đến mở cửa xe rồi dùng kéo đâm nhiều nhát vào người của bà Chiến. Còn ông Huy đã lấy chai xăng chuẩn bị sẵn, đổ vào xe và châm lửa đốt sau khi gây án. Cả hai đã chạy về tỉnh Bến Tre để mà lẩn trốn. Ông Ri và bà Chiến được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị phỏng quá nặng nên ông Ri đã chết sau đó, còn bà Chiến thì bị thương tích 77%. Sống ở trên đất Mỹ, người Việt ai cũng có ước vọng làm chủ một ngôi nhà. Tuy dịch vụ mua bán nhà thường có môi giới địa ốc làm trung gian cho hai bên,
nhưng thủ tục mua bán nhà đất theo luật địa ốc Hoa Kỳ có nhiều khía cạnh phức tạp. Sau đây là vài điều quan trọng được nêu ra với mục đích là giúp đồng hương Việt Nam hiểu rõ, hầu tránh những rắc rối hay thiệt thòi có thể vấp phải trong giao dịch mua nhà. Khi được môi giới địa ốc giới thiệu đưa đi xem một ngôi nhà và cảm thấy vừa ý, thì người có ý định mua, gọi tắt là người mua, cần chú trọng đến 5 chi tiết quan trọng kể sau. Thứ nhất là phải hỏi rõ bất động sản đó bao gồm chính xác những gì, ngoài nhà đất rộng hẹp bao nhiêu còn cần liệt kê, các vật dụng để lại, thí dụ như hệ thống đèn, màn cửa, lò bếp, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, v.v. Nhiều lúc môi giới hướng dẫn xem nhà có nhiều món không nói rõ ràng, đến khi nhận nhà chủ bán dọn đi mất hết sẽ tốn công khiếu nại. Thứ hai là cần tìm hiểu là tình trạng hàng xóm chung quanh có được an ninh, yên tĩnh và để ý nhà cửa có được giữ gìn bảo trì tốt hay là không. Thứ ba là khu vực nhà định mua có bị ảnh hưởng nào do những chương trình phát triển của chính phủ liên bang hay tiểu bang hay là địa phương đi qua, thí dụ như là phát triển đường xá cầu cống chẳng hạn. Thứ tư là nên muốn người kiểm tra nhà, home inspection, xem có vấn đề gì cần sửa chữa hay là giải quyết. Thứ năm là hỏi số tiền thuế địa ốc hiện tại đã đóng để tính sau khi mua sẽ phải khác biệt hay là ảnh hưởng phải đóng thêm. Người mua có quyền mặc cả đề nghị một giá thấp hơn tiền chủ bán đòi và cũng có quyền thay đổi ý kiến trước khi chủ bán nhận lời. Tuy nhiên, nên lưu ý là ngay lúc chủ bán chấp thuận giá đề nghị thì mặc nhiên họ đã có trách nhiệm phải trả hoa hồng đã thỏa thuận trước với môi giới. Do đó, nếu trả giá xong mà lại không chịu mua nữa thì chủ bán có quyền kiện người mua ra tòa đòi bồi thường số tiền trên. Ngược lại, sau khi chấp nhận bán mà lại đổi ý thì chủ bán vẫn phải trả tiền hoa hồng cho môi giới, không ảnh hưởng gì đến người mua. Những điều kiện này tùy vào khế ước của môi giới cả hai bên, do đó cả chủ bán lẫn người mua nên thận trọng khi ký kết văn kiện đầu tiên cùng trung gian. Lúc người mua và người bán sau khi thương lượng đồng ý giá cả thông thường sẽ thiết lập một văn kiện ràng buộc, binder. Đây là một hợp đồng tiên khởi trước ngày chính thức đóng hồ sơ mua bán nhà. Closing sale contract. Giữa hai bên sẽ được thiết lập tại một công ty lập văn tự, title company. Văn kiện ràng buộc gồm có địa chỉ ngôi nhà, tên những người liên hệ hai bên mua bán, giá bán và đã đồng ý cùng với đề nghị nguồn tài trợ cho vay tiền, cùng những điều kiện mua bán. Trong hợp đồng này, người mua cần đặt 3 điều kiện quan trọng để có quyền chấm dứt thương thảo và lấy lại đầy đủ tiền cọc, thường là từ 1% cho tới 3% giá mua. Thứ nhất là không vay được tiền mua nhà theo chấm dứt lời trong hạn định ký kết. Thứ hai là khám phá ra ngôi nhà bị hư hỏng trầm trọng hay có nguy hiểm ngoại vi không được báo trước. Thứ ba là khám phá ra những khiếm khuyết trầm trọng không được tiết lộ trước khi ký kết. Người mới mua nhà lần đầu nên biết rõ là những gì mình định mua. Thứ nhất là ngôi nhà có vi phạm luật lệ quy định khu vực cần phải tu chỉnh hay là sửa chữa hay không. Thứ hai là từ đời các chủ nhiều năm về trước có từng bị vấn đề ô nhiễm môi sinh như chứa đựng hay là phế thải các hóa chất chính phủ liệt kê trong danh sách độc chất. Thứ ba là ngôi nhà trong tình trạng không an toàn cho những ai có việc phải bước vào địa phận nhà như nắp cống sập sau vườn. Thứ tư là trong hợp đồng có những điều khoản tùy thuộc vào sự kiện khó thi hành hay là khó hợp lệ. Thứ năm là liệu có khả năng đủ tiền trả hàng tháng đúng hạn, đừng để sau này mất nhà. Thứ sáu là liệu xem là văn tự chủ quyền nhà đất có vấn đề không minh bạch trước khi ký đóng hồ sơ. Thông thường thì chủ sở hữu chủ một bất động sản phải mua lại hai loại bảo hiểm liên đới, Title Insurance và bảo hiểm văn tự Title Insurance để che chở mọi nguy cơ có thể xảy đến cho tài sản của mình. Ngoài những điều kể trên trong văn kiện ràng buộc còn phải có điều kiện hợp với tình trạng kiểm tra nhà đất, Inspection Contingency Clause. Có nghĩa là các khiếm khuyết phát hiện khi ra xét nhà thì chủ bán phải sửa chữa cho hoàn hảo. Những vấn đề nhỏ nhặt như vòi bồn tắm rỉ nước, tay nắm cửa lỏng thì thương lượng để chủ bán sửa lại dễ dàng. Những hư hỏng lớn hơn như hệ thống máy điều hòa, không khí, bất khiển dụng hoặc là có vi phạm luật lệ xây cất thì yêu cầu là chỉnh trang cho hợp pháp trước khi mua. Muốn được quyền hủy bỏ giao kèo và đòi chọn số tiền cọc cần ghi rõ điều kiện hoặc là chủ bán hoặc là phải sửa trước khi giao nhà hoặc là bớt tiền để người mua tự sửa lấy. Thời hạn của văn kiện ràng buộc từ lúc người mua viết chi phiếu đóng tiền cọc cho tới ngày thực sự ký kết đóng hồ sơ trả trọn tiền mua và người bán giao nhà được gọi là thời kỳ đặt, set time period.
thông thường là kéo dài là từ 30 đến 90 ngày. Người bán hay môi giới thường rút ngay tiền mặt khi ít khi giữ chi phiếu lâu và sẽ trừ số tiền cọc vào tiền mua nhà trong ngày đóng hồ sơ. Sau đó nếu người mua đổi ý không mua nữa thì chủ bán có quyền không trả lại ngoại trừ các lý do được hoàn tiền cọc có ghi trong hợp đồng. Thứ nhất là tùy thuộc vào việc vay tiền, financing contingency. Thứ hai là tùy thuộc vào kết quả kiểm tra nhà, inspection contingency. Và thứ ba là tùy thuộc vào điều khoản chủ bán có ý muốn và có khả năng xác nhận chuyển quyền sở hữu confer little, một ngôi nhà hợp pháp và không yêu hư hỏng. Điều khoản tùy thuộc vào việc vay tiền giúp cho người mua đủ thời giờ tìm nguồn tài trợ chấp thuận cho vay. Còn điều khoản tùy thuộc vào kết quả kiểm tra cho phép người mua được quyền mướn nhân viên chuyên nghiệp thi hành việc xem xét ngôi nhà. Điều khoản xác nhận chuyển chủ quyền giúp người mua lấy được một bản báo cáo về lịch sử chủ quyền của ngôi nhà. Ngay khi nhận được tài liệu này cần phải đọc kỹ ngay, tốt hơn hết nên nhờ một luật sư chuyên môn về luật tài sản về địa ốc xem xét kỹ để truy ra những vấn đề nghiêm trọng nếu có khiến ngôi nhà có thể trong tình trạng chủ quyền rắc rối không minh bạch. Người mua phải biết chắc chắn là mình bỏ một món tiền lớn để mua lấy một ngôi nhà tốt có thể bán được trên thị trường, chứ không phải để mua một ngôi nhà đang bị tranh chấp hoặc có vấn đề nào đó. Trong thời kỳ đặt còn phải tìm hiểu việc mua bán ngôi nhà phù hợp chắc chắn với mọi luật lệ tiểu bang và địa phương, đồng thời tìm mua các bảo hiểm cần thiết mà nguồn tài trợ bắt buộc. Sau hết là ủy nhiệm môi giới dàn xếp ngày hẹn chung kết với chủ bán hoặc là đại diện để thăm viếng và liệu kiểm kê ngôi nhà lần chót trước ngày chính thức ký kết đóng hồ sơ mua bán tại một công ty lập văn tự có sự hiện diện đầy đủ thành phần hai bên mua bán và trung gian để ký kết, trao tiền và nhận chìa khóa nhà. Một điều tối quan trọng sau cùng cho người mua nhà là phải mua nhà trống, có nghĩa là ngôi nhà không có người trú ngụ khi ký kết nhận nhà để khỏi bị rơi vào tình trạng người bán ở lì. Đó là chủ bán đã ký sang chủ quyền rồi mà những người cư ngụ trong nhà, dù là chủ nhà, thân nhân hay người ở thuê, không chịu dọn đi ngay. Đừng mềm lòng nghe họ năn nỉ xin ở lại vài ngày để thu xếp nơi cư ngụ mới mà tiền mất tật mang. Vì tuy đó là chủ mới nhưng việc trục xuất người ra khỏi một gia cư phải có tòa án kiện thưa rất là rắc rối. Trước pháp luật nhiều khi phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bị trục xuất cùng đài thọ chi phí dọn nhà tốn kém rất oan uổng. Do đó 24 giờ trước khi ký kết sang tên nhà cần phải kiểm soát tình trạng nhà trống. Nếu thấy chủ cũ chưa chịu dọn ra bắt buộc phải hoãn ký kết, vì một khi đã ký rồi người mua không còn áp lực mạnh nữa với chủ cũ trong việc yêu cầu dọn nhà trống như khi chưa sang tên. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.